Dạ vâng, em chào các bác. Hôm nay thì em lên sóng quay cho các bác xem em có 4 đôi loa full ha. Đấy, 4 đôi loa full của Mỹ về này. Hai cặp loa Classic Pro ha. Đây là cặp CSB15. Đấy, được trang bị một bát 40 và một chép kèn ha. Đấy, hôm nay thì các bác karaoke bát tất lực ha. Đấy, và hai đôi bên đây cũng vậy, bát như sấm các bác. Đấy, và kế bên là một đôi CBL CRX115 ha. Bát 40 một chép kèn. Và đây là một cặp loa Sequin Vega. Đấy. Sequin Vega ha. Vẫn là bát 40 và một chép kèn các bác này. Đấy, ở cuối này thì em có một cặp bốt ha, về được một cặp bốt 301 CD4 này. Cặp này thì cũng còn đẹp lắm, có mấy chỗ nó hơi chốc chốc ha, lát em quay cho các bác xem. Rồi và dưới đây thì em có được hai cặp bát rời này. Hai cặp bát 20 rời ha của CBL. Đấy, bát rời ha. Còn rất là mới các bác. Và đây là hai cặp mít. Đấy, mít của CBL luôn, được tháo thùng của loa CBL 8330 ha. Đấy, mít và bát này. Rồi em quay cho các bác xem hai cặp mít trước ha. Đây, những cái màng nó cực kỳ đẹp này, các bác xem qua này. Đấy, nó siêu đẹp luôn ha. Tất cả là nguyên bản hết và hát tốt rồi. Các bác mua về là chỉ việc lên thùng thôi, hoặc là thay thế xài thôi. Đấy, em lật hết lại cho các bác xem những cái phía sau. Đấy, đây, những cái tem mác đây ha. Đấy, Made in USA các bác này. Đấy, tất cả là USA hết ha. Đấy, loa mid của CBL. Đấy, chất lượng thì các bác cứ yên tâm, cực kỳ là tốt ha. Tiếng sáng lắm các bác này. Những dòng DB thì các bác khỏi chê. Đấy, tháo loa 8330. Rồi, em cũng xin báo giá với các bác ha. Hai cặp mid. Đấy. Nó tầm 8 cm các bác. Đường kính ha. Đấy, hai cặp mid này thì mỗi cặp em cũng xin báo giá với các bác là 700.000 ha. 700.000 một cặp các bác. 700.000 một cặp mid ha. Anh cho các bác về thay thế hoặc là mình lên thùng. Rồi, và tiếp theo là những cặp loa bát. Đấy, mid là 700 một cặp là em bao ship toàn quốc. Rồi, và tiếp theo là hai cặp loa bát của CBL đây. Bát 20. Đấy, tất cả nó còn đẹp lắm. Các bác xem cái đầu tiên này. Đấy. Nó mới tinh này các bác. Cái thứ hai này. Đấy, tại vì cái loa nó loa ê căng vải ha, cho nên là bụi nó không có vô được. Cho nên nó còn mới lắm. Đấy, tổng thể lại còn cực kỳ đẹp ha. Bát 20 này. Đấy, cho bác nào lên thùng hoặc là mình thay thế những cái loa ở nhà nó bị đứt ha. Đây, những cái tem mác này. Đấy, tất cả này như nhau hết. Đấy, cũ từ ha. Những dòng này thì tiếng nó sáng các bác. Những dòng JB và bát 20 ha thì nó sáng tiếng. Đây, đây là cái thứ ba đây. Và cái thứ tư đây ha. Đấy, tất cả là nó như nhau thôi. Đấy, tem mác đầy đủ ha. Và nó vẫn là Made in USA hết. Đấy. Rồi, hai cặp bát 20, tất cả là hàng nguyên bản hết và hoạt động hoàn hảo rồi. Đấy, em cũng xin báo giá với các bác. Đấy, mỗi cặp là 1.3 triệu ha. 1.3 triệu một cặp là em bao ship các bác này. Đấy, 1.3 triệu một cặp bát 20 ha. Là em bao ship toàn quốc này. Rồi, và em bê ra quay tiếp tục những cặp loa full cho các bác xem. Những cặp full của Mỹ ha, chuyên để hát karaoke. Đấy, rất là bạo lực. Rồi, và đây là đầu tiên là hai cặp loa Classic Pro trước này. Đấy, hai cặp ha. Tổng thể thì còn đẹp lắm, em quay cặp số 1 trước. Đây là cái trên này, các bác cùng xem kỹ ha. Cái phía trên đây. Đấy, e căng logo đầy đủ hết này. Cái thứ hai đây các bác này. Đấy, và đây là cặp số 2 ha, cái dưới này. Tất cả thì còn đẹp hết ha. Đấy, phía trên đây. Rồi, đây là bên hông của loa ha. Đấy, chỗ này nó hơi chật các bác. Rồi, em mở cho các bác xem bên trong cái tuyến loa này. Đây, và một lát nữa em sẽ mở cũ cho các bác xem. Mở nội thất cho các bác xem bên trong ha. Đấy, trang bị bát 40 này, gân vải tẩm dầu. Bát của nó là như sống các bác. Dòng Classic Pro này ha, cực kỳ là mạnh mẽ luôn. Đấy, một chép kèn đây. Bát thứ hai này các bác này. Tất cả là còn đẹp xuất sắc và xin tuyệt đối hết.
những cặp này là zin tuyệt đối hết ha. Rồi tiếp theo là cặp số 2 đây. Đây cặp số 2 các bác cùng xem này. Đấy, nó cũng như nhau thôi. Rồi các bác cùng xem ha. Rồi và tiếp theo là em quay phía sau. Đây phía sau đây các bác để em lấy nét cho các bác xem ha. Đấy, bên hông đây. Hai bên đều có hai quai sắt ha, cho mình bê đi bê lại. Dạo này thì thị trường bán cũng rất là nhiều ha, các bác có thể lên đó coi, tham khảo thêm thông tin ha và tham khảo thêm giá. Đấy, trên mạng bán cũng rất là nhiều. Rồi, Classic Pro các bác này, loa Mỹ ha. Model là CSB15. Công suất một thùng là 600W ha. Trở kháng là 8 ohm. Đấy, đường vào là Neutrik Bích Công này. Một đường vào một đường ra ha. Đấy, các bác vào ra đường nào cũng được, nó cũng như nhau hết. Rồi, như đây cũng vậy ha. Rồi, và đây là cặp số 2 này. Đấy, nó cũng như nhau thôi các bác. 600W một thùng ha. 8 ohm. Đấy, đường vào Neutrik Bích Công đây. Phía sau này cũng có một ít xước nhẹ nhẹ ha. Đây, cái dưới đây. Rồi, Classic Pro CSB15. Đây, em sẽ báo giá trước ha. Và cuối clip thì em sẽ mở những cái củ loa này ha. Mở hết ra cho các bác xem. Em cũng xin báo giá trước cho các bác tham khảo. Đây, mỗi cặp là 14 triệu đồng ha. Mỗi cặp 14 triệu đồng là em bao ship. Đây, em báo giá trước cho các bác tham khảo ha. Lát sẽ mở nội thất cho các bác xem. Và tiếp theo là cặp loa CBL CRX115. Rồi cái dưới này các bác, cái căn còn đẹp lắm ha. Đấy. Và cái thứ hai đây. Rồi, nó về tuyến đề căng thì còn rất đẹp. Và tổng thể loa nó cũng vậy các bác. Rồi em mở cho các bác xem bên trong tuyến loa đây. Đây, cái ở trên này các bác, cái số 1 ha, một chép kèn CBL này. Đấy. Tuyến loa thì cực kỳ đẹp và tất cả là zin tuyệt đối ha, hát hoàn hảo rồi. Bắt 40 đây. Đấy, tuyến loa siêu mới luôn các bác. Rồi và tiếp theo là cái ở dưới đây. Đấy, những dòng JB này các bác chơi cực kỳ hay ha, tiếng rất là sáng luôn, hát karaoke nó bay cái tiếng các bác. Đấy, những dòng full này nè, hát rất là bay tiếng ha. Mình hát cảm giác nó nhẹ. Đấy, hai lỗ thông hơi. Rồi, đây là phía trên này các bác. Cặp này tổng thể còn đẹp lắm. Đây em quay xung quanh cho các bác xem. Quay ở phía sau ha. Đây, xung quanh bên hông này còn đẹp ha. Hai quả sắt hai bên. Này, cái dưới này. Tổng thể thì còn đẹp các bác này. Phần phía sau đây. Rồi. Rồi, và em đọc cái tem cho các bác xem cái thông tin ha. Đấy, loa CBL này. Và model là CRX115. Loa thì công suất từ 250 ha cho tới 500W một thùng này, trở kháng 8 ohm. Đường vào là 6 ly hoặc là Neutrik Bích Công này. Đấy, loa Mỹ USA ha, sản xuất ở Mexico các bác. Mexico ha. Rồi, các bác vừa xem qua cái phía sau và thông số của cặp CBL. Đấy, em cũng xin báo giá trước cho các bác ha. Cặp này là bằng giá cặp Classic Pro. Đấy, cặp này vẫn là 14 triệu đồng ha. 14 triệu đồng là em bao ship toàn quốc này. Rồi và tiếp theo là cặp loa sạc pin Vega. Đấy, sạc pin Vega ha. Một thương hiệu rất là lớn của Mỹ. Đấy. Rồi, e căng còn rất đẹp. Em vừa quay qua cho các bác xem ha. Em mở bên trong cái tuyến loa này. Đấy, trang bị một bát 40 này các bác này. Gần đỏ đặc trưng của sạc pin ha. Và 40. Đấy, cái logo sạc pin này. Rồi và tiếp theo là cái ở dưới ha. Đây, cái ở dưới đây. Còn rất đẹp các bác, tuyến loa các bác xem. Cực kỳ đẹp ha, và tất cả là zin tuyệt đối hết, chép kèn phía trên này. Đấy, tổng thể cặp loa. Rất đẹp các bác. Phía trên này. Rồi và đây là bên hông của loa ha. Đấy, cặp loa này tổng thể còn đẹp lắm các bác cứ yên tâm.
Rồi, đây là phía sau của cặp loa này. Đấy, rất là liền lặng ha, không có bị cấn móp chỗ nào đâu. Cái dưới này các bác này. Rồi, em đọc cái thông số cho các bác nắm ha. Đấy, thương hiệu sạc pin Vega của Mỹ này. Model là V152. Đấy, một cái tinh chỉnh ở đây. Đường vào là 6 ly cũng được hoặc là niêu chích cũng được này các bác này. Trở kháng loa là 8 ohm ha. Đấy, và đây là Made in USA này. Cái dòng chữ xa xa này các bác, Made in USA ha. Hàng Mỹ rồi. Công suất thì không có đề. Đấy, những dòng sạc pin Vega không có đề công suất ha. Nhưng mà nó đánh ngang ngửa những cặp loa bên đây. Đấy, ngang ngửa cặp CBL ha. Rồi em xin báo giá với các bác luôn. Cặp này thì em đang bán là 13.500 ha. 13.500 các bác này. Cặp này ha là em bao ship toàn quốc này, bát 40 chép kèn ha. Karaoke là bát là như sấm luôn. Rồi, một lát nữa em sẽ mở nội thất, em quay nốt cái cặp bốt này ha. Quay luôn cặp bốt này rồi em sẽ mở nội thất những cặp kia cho các bác xem. Đấy, bốt 3-1 CD4 này. Đây là cái phía trên đây. Đây căng thì còn rất đẹp, chữ bốt nó còn sáng bóng ha. Cái dưới này các bác này. Đấy, chữ bốt rất là sáng. Đấy, nó về phía trước là không chỗ nào chê được ha. Đây căng rất đẹp luôn. Và những cái tuyến loa các bác xem. Đấy, đẹp như mới luôn ha. Những cái tuyến loa bên trong. Rồi, rồi các bác cùng xem từ xa tổng thể đôi loa đây. Một cái trên này, cái dưới này. Rồi, đẹp xuất sắc luôn ha. Một cái chép giấy đây, bên đây. Đây một cái chép nữa này các bác. Rồi, và tiếp theo là những cái loa chung ha, loa mid. Rồi, em mở cái nó rớt luôn các bác. Rồi, loa mid đây. Rồi, keo đường chỉ zin hết ha, keo chỉ zin hết, lỗ thông hơi này. Rồi, và đây là cái bên đây nữa ha. Rồi, cái bên đây nữa. Tất cả là như nhau hết ha, đẹp xuất sắc luôn. Về những cái tuyến loa. Đấy, cặp này nó cũng trùng series này các bác này. 70714 ha. Rồi, cái này cũng vậy, 70714 này. Cặp này trùng series ha. Rồi, đây là tổng thể phía sau nè. Đấy, phía sau cũng còn đẹp lắm. Nó hơi xước xước những cái mép mép chỗ này các bác. Này. Rồi, họ xíu đề can ha. Đây, rất là nhỏ thôi. Em đã test hoàn hảo hết rồi. Tất cả là ngon lành hết ha. Rồi, và đây là cái model đây, Boss model 314 ha. Đấy, 314 với lại CD4 thì nó cũng như nhau các bác. Nó một thứ một ha. Cặp này 314. Rồi, công suất là mát là 150W một thùng này. Đấy, trở kháng 8 ohm ha. Đấy, và loa được sản xuất ở Mexico, Made in Mexico. Đấy, cái này cũng vậy ha, Made in Mexico này. Rồi, và tình trạng loa thì nó cũng có một vài vết như vậy các bác. Cũng có một vài vết dột dột lên tí xíu ha. Này, nó hơi hở hở cái đề can phía trên đây tí xíu này các bác. Nói chung là nó bị rất là nhẹ thôi, không có đáng gì đâu ha. Đấy, tình trạng thì không có ù xì gì hết. Nó chỉ có hơi dột dột tí xíu này vậy thôi. Đấy, như chỗ này cũng vậy này. Đấy, bị rất là nhẹ các bác. Tất cả thì em đã test hết rồi ha. Test lớn luôn, không có tình trạng oxy gì đâu. Nghe bình thường hết, tất cả là ngon lành hết. Đấy, và hàng là bao zin tuyệt đối ha. Zin 100% các bác. Đấy, mặt mũi thì còn rất đẹp nè. Rồi, cặp bốt 314 này, em cũng xin báo giá với các bác luôn ha. Cặp này thì em đang bán là 6.2 triệu này. 6.2 triệu cặp này ha, là em bao ship. Đấy, 6.2 triệu. Nghe nhạc cực kỳ hay các bác, nghe nhạc và karaoke ha. Đấy, tiếng rất là trung thực. 6.2 triệu cặp này là em bao ship ha. Rồi, và em sẽ mở những cái nội thất loa cho các bác xem. Đây là cái củ từ của cặp sạc pin Vega các bác này. Đấy, củ từ khá là lớn ha. Từ 160. Đấy, đây có một cái tem sạc pin Vega này. Đấy, 8 ohm ha. California các bác. Đấy, sản xuất tại Mỹ ha. Củ từ rất là to. Và đây là xương ngăn đúc đây. Đấy, sạc pin Vega thì đa số họ làm là xương ngăn đúc ha. Đấy, tất cả là hàng nguyên bản hết. Đấy, chỗ này dính bụi các bác. Rồi, và tiếp theo là củ loa chép ha. Đấy, củ chép đây, Made in Mexico ha. Đấy, củ chép trông nó bé bé mà nó kêu rất là to các bác. Đấy, tiếng rất là sáng ha. Tổng thể bên trong cặp sạc pin Vega. Đấy, rồi em có xin báo lại cho các bác, 13.5 triệu cặp này là em bao ship ha. 13.5 triệu bao ship. Đấy, ở dưới là những cái lỗ thông hơi các bác này. 4 lỗ thông hơi phía dưới ha. Đấy, bát cực kỳ là uy lực luôn.
Rồi và tiếp theo là cặp CDX115. Đấy, cũ này thì em quay rất là nhiều rồi, từ 160 ha. Made in Mexico các bác này. Đấy, dòng này sản xuất ở Mexico ha. Cụ từ nó cũng tương đương với lại cái cặp sạc pin Vega. Đấy, bên trong còn rất đẹp và tất cả là nguyên bản hết ha. Đây là cụ chép này, cụ chép CBL2412H-1 này. Made in Mexico các bác này. Đấy, sản xuất ở Mexico ha. Đấy, cụ loa chép đây. Tiếng cực kỳ sáng ha, CBL thì tiếng cực kỳ sáng rồi. Đấy. Rồi, em xin báo lại cho các bác, cặp này là 14 triệu đồng ha, CDX115. 14 triệu đồng cặp này là em bao ship này. Rồi và cuối cùng là cặp Classic Pro. Rồi. Rất là khủng long ha, từ 190. Siêu khủng luôn với cái cụ từ này. Đấy, xương gan đúc ha. Từ 190 các bác. Đấy, tất cả là hàng nguyên bản hết. Và đây là cái cụ chép này. Đấy, cụ chép cũng rất là lớn ha. Rồi cặp này thì rất là xứng đáng đồng tiền các bác chơi ha. Bát uy lực, trung chép rất là sáng. Đấy, cặp Classic Pro ha, tổng thể cũ loa đây. Đấy. Rồi, 14 triệu đồng cặp này ha, là em bao ship. Bác nào quan tâm thì các bác gọi giúp em. Đây 0981 384842. Vậy có xin chào các bác nhé.